yêu tiếng cười ngày xưa ấy vang trong lớp học sân trường, như vách đá còn vang vọng mãi lời chim muông reo trong nắng. Ai mang đến gần trời lưu luyến mà cứ yêu thương nhau người, bao nhiêu nét mặt qua ngày tháng sao không lúc nào nhớ tới. Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy vang trong lớp học sân trường, như vách đá còn vang vọng mãi lời chim muông reo trong nắng. Ai mang đến gần trời lưu luyến mà cứ yêu thương nhau hoài, bao nhiêu nét mặt qua ngày tháng sao không lúc nào nhớ tới. Sinh từ thời nữ sinh áo tím rồi nữ sinh áo trắng với phù hiệu bông mai vàng trước ngực, giờ đây bên cạnh các cô nữ sinh duyên dáng tha thướt trong tà áo dài trắng còn có các cậu nam sinh trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng khôi ngô tuấn tú. Thời gian trôi qua với biết bao biến cố lịch sử xã hội, đất nước đã trải qua biết bao thăng trầm, thành phố đã bao lần thay áo mới, vậy mà ngôi trường vẫn còn nguyên đó, vẫn hàng sứ trắng ngát hương bao bọc quanh trường. Hàng cổ thụ, những hàng cổ thụ đã đứng đây không biết bao nhiêu lâu rồi, vậy mà cứ hễ không gian yên ắng là lại rì rầm kể cho những lớp cây mới nghe về những điều đã qua, về những con người đã đi xa nơi đây mà chưa có dịp quay trở lại.
em ái thơ thời gian, mong em chớ quên công ơn thầy cô ngày xưa đến trường. Buổi xuân buồn vui khát vọng ngày qua đến lớp. Đến nay có thể nói tất cả những ai đã học trường này đều biết bơi. Hồ bơi này được xây dựng theo sáng kiến đề nghị của cô hiệu trưởng, cô Trần Thị Tị mà chúng ta đã từng quen biết. Hiện nay trong tổng số 49 trường phổ thông trung học trong toàn thành phố, có thể nói đây là trường duy nhất có hồ bơi và có chương trình dạy bơi cho học sinh. Trường này như là mái ấm gia đình của cô và coi các em học sinh hết lớp này đến lớp khác như những đứa con thân yêu của mình. Như vậy, cô có mong ước gì cho mái trường này, mái nhà của cô và những em học sinh đang chuẩn bị số hành trang cuối cùng để bước vào đời? Có thể nói, cuộc đời của tôi phần lớn đã gắn với ngôi trường này. Mọi vật đều rất là quen thuộc, rất là thân thương đối với tôi. Cũng có đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì công tác nhiều hoặc là vì cuộc sống. Nhưng mà khi bước vào cái sân trường, nhìn thấy cảnh trường rộn rịp, nhìn thấy các học sinh thân yêu, thì tôi lại thấy phấn chấn lại và tiếp tục lao vào công tác. Và ước mong của tôi là nhà nước và xã hội quan tâm đúng mức hơn nữa cho giáo dục. Đội ngũ thầy cô giáo được bồi dưỡng kịp thời những kiến thức khoa học hiện đại, những phương pháp tân tiến, vật chất được chăm sóc tốt hơn để thầy cô bớt chật vật trong cuộc mưu sinh, để từ đó toàn tâm toàn sức lo cho thế hệ trẻ. Tôi cũng có một cái ước mong nhỏ mà tôi nghĩ đây cũng là cũng một số bạn của tôi, là trường mang tên nữ liệt sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai được trở lại trường nữ như xưa. Vì tôi nghĩ đóng góp một cái nhiệm vụ giáo dục một nữ giới đảm đang việc nước việc nhà tốt thì đó là một cái điều rất tốt, vì nó đã có truyền thống lâu đời từ năm 1913 cho đến nay. Và cái cuối cùng của tôi là tôi mong rằng là các thế hệ học sinh, dù còn ở trong nước hay ở nước ngoài, các em luôn luôn giữ gìn cái tình cảm tốt đẹp đối với ngôi trường thân yêu của các em, như những thầy cô của các em, như những bậc phụ huynh trước kia đã từng chăm sóc lo cho các em. Xin cảm ơn cô. Mong mỏi thiết tha của cô hiệu trưởng có lẽ cũng chính là điều tâm niệm đã hình thành từ lúc nào trong lòng mỗi chúng ta, góp phần vào việc thực hiện, biến ước mơ đó thành hiện thực. Có lẽ không phải là trách nhiệm hay vinh dự của riêng ai.
Hàn, Trung Hoa, Thái Lan, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ trình diễn với những bộ đồ lingerie lộng lẫy, nóng bỏng, sôi nổi, thật hấp dẫn. Hãy tham gia Laundry Show đêm giao hữu hóa trang ngày thứ Bảy 31 tháng 10 năm 1992 tại Diamond Club. Địa chỉ 904 West Orange Park, Fullerton. Điện thoại số 714-526-2171, 526-2171. Đêm giao hữu hóa trang và Laundry Show có 102. Xin đừng bỏ qua, rất uổng. Gia Long, 500 cựu học sinh cùng với quan khách đã chiếm trọn nhà hàng Furua trên đường Brookhurst và Westminster vào chiều thứ Bảy tuần qua để kỷ niệm 70 năm thành lập trường Gia Long. Có thể nói đây là dịp họp mặt đông đảo nhất của một trường trung học Mỹ. Điều này không lạ vì trường Gia Long với vị trí một ngôi trường lớn nhất và cũng là lâu đời nhất nên số học sinh ra trường có thể lên đến hàng trăm ngàn. Kỷ niệm 70 năm lập trường, tính hiến của trường được kể lại với tất cả sự xúc động của người Nga. Khánh thành năm 1914, trường sẵn sàng cho đứng trên cấp sơ học. Đến năm 1922, trước đây 70 năm, trường đã có trung học để nhất sách và chế độ nội trú cho nữ sinh lục tỉnh. Ban giám đốc người Việt bắt đầu với bà Quỳnh Hữu Hội, cô Trần Thị Tị và cuối cùng là bà Phạm Văn Tắc. Bắt đầu là École des jeunes filles d'Alsace mà ta gọi là nữ học đường, thì đổi ra École des jeunes filles d'Alsace được dịch ra là trường áo tím. Lúc thành lập trung học đệ nhị cấp lớn 52-53, trường đổi là Lycée Gia Long. Cuối cùng đồng lúc với chương trình tiếng Việt là cái tên được dùng đến ngày nay là quan khách được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, nhưng những món ăn tinh thần còn thịnh soạn hơn nữa. Nào chiếc phim hình ảnh trường, nào vọng cổ của Hồng Yến hội trưởng, nào Tuyết Hằng, nào ban hợp ca Gia Long, nào thơ thơ vừa viết nhạc, vừa đàn, vừa hát. Sau đây là một tiết mục mà những người hiện diện hôm đó không thể quên được. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Chị Lê Văn Diệp đi. Chị Lê Văn Diệp đi. Chị Lê Văn Diệp đi.
Vì điều gì? Có điều mà mất ơn. Trước đây chưa có tên đưa là muốn chắc cái gì khác. Về tới nhà đều biểu tùng luôn rồi. Nhưng có một cái tôi xin lấy ý kiến là trước khi bắt đầu là cái chủ tọa đoàn đó là tôi thấy cái kỳ tổ chức này đó được chủ tọa đoàn rất là chu đáo, đã có rất nhiều thông báo với cả các báo, và cái buổi họp mình sẽ rất là long trọng. Chúng tôi nghĩ đó là một cái rất là khéo của ban tổ chức. Chúng tôi xin là tất cả gì đây cho anh Chu Văn Ngang một tràng pháo tay của ngày tổ chức đó. Trang có trang vàng và trang có tay về kết quả đã bay kèm qua rồi. Kết quả rất là mong vàng. Thưa quý vị và thưa anh, thì anh Võ Trường Cỏ đã nói và cảm ơn anh nhắn chúng tôi về thông báo thì báo chí đó. Thì thành thật mà nói, cái công đó thì là do số cả tình cả nhà báo chí ở địa phương. Chúng tôi chỉ nhờ 10 tờ báo thôi, nhưng mà nhiều tờ báo khác họ đã thấy cái chuyện đó là có lợi có ích và họ đã tự động họ đăng. Và riêng chúng tôi cũng xin các chị Vi Công và các chị Vân Trung Vương, và tôi chỉ nhờ một đài truyền hình nói thôi. Bây giờ các chị Trung Vương hôm qua đã nhờ thêm một đài truyền hình nữa, và họ đã đọc cái tên của cái buổi phim của chúng ta trong cái buổi phát hình là sáng hôm thứ bảy, sáng hôm thứ bảy. Cái điều quan trọng cái buổi phim này nó không phải là vui chơi không, nhưng mà nó là cái nối cái sự liên hệ tốt từ ngân hàng chúng ta, và tôi mong rằng càng tương lai chúng ta tiếp tục có những buổi tổ chức chung như vậy. Thì bây giờ Trung Vương và chúng ta đứng lên TV, tạo ra chúng ta cho những người đặt tay lên. Đứng ra để hợp tác chúng tôi tổ chức lại cái giải đó.
thì bây giờ mấy anh có muốn nói là các trường này thuê ra thì không phải như vậy, nhưng mà tại vì chúng mình có tính cách ở riêng trường đó, thành ra có cái gì chúng mình làm cái đó thôi, chứ còn ca sĩ quả thật là người ta giỏi, người ta hay hơn mình làm sao mà ăn được. Nhưng mà có một điều là mình đâu phải mình compare với họ đâu, nhưng mà có một điều là mình muốn nghe, mình có bằng hát, mình có đi được vũ trường, mình nghe quá nhiều được. Đây cái nói chúng mình chỉ là vui chơi thôi, chưa có đến tai họ được, bảo tại sao lại không cho ca sĩ hát cái đó. Chứ lại cái người ca sĩ mà ra đó hát cái system như vậy chắc họ cũng không hát đâu, họ người ta không có nghe cái giọng hay của họ được, họ chắc không muốn hát. Em đồng ý cái buổi này lại trùng ngày với ngày nhớ Huế, thành anh đánh cho ngày nhớ Huế. Thế thành ra tôi mới lại đi hỏi anh ruột của Quốc Lan là anh Phượng Vũ, thì chúng tôi có được nghe khi mà chúng tôi đầy năm cái phụ báo Phụ Nữ Việt của chúng tôi rồi, thì anh đánh rất khá, anh là một ca sĩ nữa. Thì anh cũng free nữa. Chắc không free à? Anh ấy đòi đắt đó, nhưng mà đều cuối cùng anh gọi lại anh phải bằng lòng, vì anh là phó trưởng toàn cho nên phải bằng lòng cái giá 200. Chị muốn xin hỏi anh là có cần Kim Quân trong vấn đề tiếp tân hay không? Có chứ. Dạ chắc. Năm là mình có cái thì bây giờ thì tùy các chị, nếu mà chị nào đàn chim vương là ra lan thì đó các chị muốn để đánh giá đó luôn mọi trong mấy trường với anh thì được các anh chắc là các bây giờ mới có chị mỗi một trường. Nhưng mà thật tình ra thì đến cái lúc đó thì theo tôi nghĩ cái vấn đề bán vé, tại vì họ đến đó họ mua nhiều thành ra thôi. Lúc đó là tập theo các anh thì các anh mỗi anh mỗi vì cái mình sở số lúc nào cái lúc trước khi người ta lấy đồ ăn hay sao, cái là khi người ta lấy thành ra tôi thấy là rất là complicated. Tôi theo tôi nghĩ thì là thế này, tôi đề nghị thế này đi nha, cái giá của mình nó dài lắm thì cái khi mà lấy đồ ăn đó chắc mình nhé một bên mà lấy một cái phần nhỏ này bỏ vô thùng sở số, rồi cái phần lớn còn lại đó thì nó một bên nó có số là để người ta giữ để lát nữa ta biết ta thiếu số hay không. Mình chỉ lấy phần nửa đó để lấy đồ ăn thôi. Như thế thì cái giá đầu xé rồi là không có lấy giấy đồ ăn nữa được. Cũng không được chị ạ. Thế là vé của em lấy lại cái đuôi hết rồi. Không sao chị ạ. Vé chị chuyện đó thì nhỏ lấy phải đi kiếm người ta để mình đi kiếm người ta là bữa chị cứ bỏ đi vô trong thùng đó. Không bây giờ mình đi bán cái đuôi. Thường các anh để mà chúng tôi bán vé không hay là để quý vị là cái chuyện là hoàn toàn chúng ta đồng ý rồi. Tôi xin có ý kiến ạ. Xin quý vị cho anh em chúng tôi được góp ý kiến. Chưa quý anh chị này bắt đầu liên hệ tiếp. Tức cả vé còn lại giao cho một hoặc hai chị, chị nhận của hai chị ghi là thế luôn cho chị trách nhiệm. Tôi phải có nhận của ví dụ tôi nhận ở trường nào tôi nhận, ví dụ chứ không nó cái trường nó đưa tôi chúng tôi 100 vé, vâng. Nhận 100 vé đó vâng. Số nào đến số nào, vâng. Có thể là bán tổng cộng rồi thì có thể nói là 100 vé sao hết rồi bán một số sao hết không sao hết, nhưng mà nếu là các anh ra cho tôi chúng tôi phải để ra hàng cho thầy có những người họ vào ngang phía sau họ cũng lấy đồ ăn được, thì năm nay mình có cái lợi hơn là mình đưa đồ ăn bằng hộp nha, thành ra không có chuyện xảy ra được. Và tôi nghĩ là cái chuyện lỗ lá nó không bao nhiêu đâu, mà mình đứng mình tới bản tin là một trường bàn của chị nói chuyện với bản tin thêm một bàn hai bàn của các anh cái gì mà phụ nữ Việt Nam mà bán được.
Kéo 12 giờ nhé, xin lỗi quý vị kéo lại thì lâu quá. 12 giờ hả? Không, chưa bằng đồ ăn. Xin quý chị với các anh là đề nghị là mình đến các quảng cáo là diễn được không? Hai cái.
Tổng tài đâu, mời ra ngoài mới đi không?
sao mà thứ hai mà chụp người đá rồi này? Vô đang đứng ở bên cạnh đá thấy bạn là đá rồi vô coi như vô rồi đi mời xin mời trọng tài đuổi bớt ê dốc quá dốc hòa kịp cho bà cu mẹ đá ba chục thằng lắm rồi lạ không nè chú ba ăn con nhé áo vàng không ôi sao áo vàng đông quá chú ba ăn con này có chú ba ăn con còn chú ba ăn con chú ba ăn con không, không phải anh nghe đấy. Phản đối. Tại vì nó đấu chung xưa nam mà hai thằng con nó phải đấu nó chung bảy nó cũng được. Cái áo bàn này có mấy chục cái. Cảm ơn. Chân. Lúc mà tôi ra trường rồi thì nó cũng nó nói gì là anh tung áo nào cũng được hết. Sao mà đi ông này cũng là đông lắm. Được gọi là cạnh Thưa tất cả các bạn của các trường có mặt ở đây ngày hôm nay, để khai mạc chương trình chúng tôi xin được giới thiệu anh trưởng ban tổ chức của buổi họp mặt hè 92 là anh Long Ân. Xin mời anh Long Ân. Thưa các bạn hiểu, nhân danh là chủ tịch, nhân danh là trưởng ban tổ chức của họp mặt hè năm 1992, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chân thành cảm tạ. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã giúp cho buổi họp mặt của chúng ta thành công. Cũng nhân dịp này, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các hội Ái Hữu Bạc, đặc biệt là hội Gia Long, hội Nguyễn Trãi đã đến với chúng tôi từ những ngày đầu tiên, khiến cho buổi họp mặt của chúng tôi ngày hôm nay thành công. Chúng tôi xin cảm ơn các hội Ái Hữu Võ Trường Cả, Lê Văn Duyệt, Tuấn Nhất Ký đã đến với chúng tôi để thành lập ban tổ chức đầu tiên, và sau đó đặc biệt chúng tôi cũng xin cảm ơn Hội Ái Hữu Trung ương, các quý vị trong ban chấp hành Hội Trung ương, dù với những khó khăn đầu tiên đã không thể đến với chúng tôi từ những giờ phút đầu, tuy nhiên sau đó đã quyết định đến với chúng tôi để thành lập ban tổ chức ngày hôm nay. Buổi họp mặt ngày hôm nay được thành công, nói đến điều quan trọng nhất là chúng ta tạo được tinh thần đoàn kết với các anh em và tinh thần đã dựa lên tình thân ái mà tất cả bao nhiêu người đã cố gắng kêu gọi đoàn kết, nhưng chỉ có chúng ta đã đạt được. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị. Tấm plaque để tặng ban tổ chức, chúng tôi xin được mời chị Võ Hồng Yến, chủ tịch hội cựu học sinh Gia Long, lên khán đài để tặng tấm plaque cho anh trưởng ban tổ chức. Ngày hôm nay là cái ngày hội đại hội hè của những trường, thì chúng tôi đã bảy trường sẵn sàng, có rất nhiều người đã bỏ công để tổ chức cái ngày hôm nay cho chúng ta như vậy. Trong đó thì ai cũng có công lớn cả, nhưng mà chúng tôi thấy anh Long Ân là cái người đã sung phong đứng ra làm trưởng ban tổ chức của cái buổi tại này, công của anh rất là to lớn, thành ra đại diện cho tất cả các trường chúng tôi xin có một chút và kỷ niệm.
Kính thưa quý vị, thưa quý bạn, đã những năm trước khi rời Việt Nam mà chúng ta được đoàn kết như thế này, có lẽ chúng ta đã không phải bỏ nước ra đi. Lần đầu tiên các quý vị và các bạn cũng đồng ý với chúng tôi là có được một cái sự đoàn kết không thể tưởng tượng được, là những người chưa từng quen nhau bao giờ, học ở những trường khác nhau, thay vì gặp nhau để mà đánh nhau như ngày xưa thì hôm nay chúng ta gặp nhau để mà hàn huyên với nhau. Tôi nghĩ là không muộn, là bởi vì trong tương lai nước ta cũng còn cần nhiều nhân tài như những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng ta có thể với cái tinh thần đoàn kết này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể xây dựng lại một nước Việt Nam hùng mạnh. Thưa quý vị và thưa quý bạn, và sau đây chúng tôi đi đến một là đến một giới thiệu các trường. Xin quý vị một chút yên lặng để chúng tôi có thể làm được cái việc này một cách nó có kết quả. Chúng tôi xin đi theo thứ tự thứ nhất. Và gia đình của Gia Long, những người có mặt ở đây, xin quý vị cho chúng tôi được biết là có bao nhiêu người hiện diện. Gia Long. Sau đó là trường Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt. Không có vỗ tay, tôi nói là phải làm như thế chúng tôi mới biết được là lớn hay nhỏ. Một lần nữa, Lê Văn Duyệt. Và sau đây là Trưng Vương. Tất cả những người Trưng Vương. Một mình chị Mai Khanh tôi thấy là có thể làm được bằng độ 20 người khác rồi đó. Và sau đây đến trường Nam, Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi hình như tất cả có được 3 người phải không ạ? Petrisky. Võ Trường Toản. Và cuối cùng là Chu Văn An. Đấy, quý vị thấy, quý vị nghe cái tiếng của Chu Văn An, quý vị thấy thường thường ấy, nó đã nghèo thì nó lại đẻ nhiều. Thành ra cái trường Chu Văn An là cái trường mà đông nhất ở đây, nó là cái dân mà dân nghèo, dân di cư, thành ra khá đông. Quý vị có đồng ý với tôi là Chu Văn An có mặt nhiều nhất ở đây không? Nếu quý vị đồng ý, xin quý vị một tràng pháo tay cho Chu Văn An. Sau đây chúng tôi xin đến mục giới thiệu các thầy cô. Chúng tôi định là cho mỗi trường độ khoảng tối đa là độ khoảng 5 phút để quý vị có thể có dịp giới thiệu các thầy cô tham dự ở đây ngày hôm nay. Lần nữa chúng tôi lại đi theo thứ tự. Trước hết chúng tôi xin mời các chị Gia Long. Em để giới thiệu các thầy cô tham dự buổi hè 92 ngày hôm nay. Thưa tất cả các bạn của 6 trường, cộng thêm Gia Long nữa là 7. Đại Minh rất hân hạnh được đến đây để giới thiệu tất cả các giáo sư của Gia Long. Nên thứ nhất là để cho các học trò Gia Long được gặp lại các vị giáo sư thả kính. Xin mời giáo sư Lữ Bá Diệp. Xin mời giáo sư Bạch Thu Hà. Xin mời giáo sư Lê Ngọc Loan. Xin mời giáo sư Vũ Ngọc Mai. Nếu có quý vị giáo sư nào vừa mới tới mà em chưa có xứng danh, xin kính mời quý vị giáo sư hiện diện lên micro. Thank you.
quý bà đang đứng trước mặt quý vị là những người thầy khả kính, thầy cô khả kính của trường trung học Gia Long. Xin quý vị một tràng pháo tay. Xin quý vị một tràng pháo tay. Hôm nay chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây, từng trường từng lớp, điều này thật đáng quý. Nhưng quý hơn hết là có sự hiện diện của các thầy cô khả kính trong buổi họp mặt hè năm 1992. Sau đây tôi xin được hân hạnh giới thiệu một vài thầy cô của trường Lý Trung học Trung Vương. Thứ nhất, dạ, chúng em xin mời cô Nguyễn Thị Đức, dạy lý hóa từ năm 60 tới 80, học trường Trung Vương ra trường năm 56. Dạ, thưa cô Nguyễn Thị Đức. Thứ hai là cô Nguyễn Kim Dung, dạy Trung Vương từ năm 65 đến 67, dạy toán và vạn vật, học trường Trung Vương từ năm 52 đến năm 59. Thứ ba là cô Nguyễn Hoàng Oanh. Dạ, cô Nguyễn Hoàng Oanh ạ, dạy Trung Vương từ năm 66 đến năm 75, dạy Anh Văn. Và thứ tư không hiểu là cô Hà Dương Thị Quyên ạ, có mặt đây không? Là những người đã có cái gì may mắn là được tại trường Trung Vương. Nhưng mà thực ra tới trường này đó thì khổ nhọc của thầy cô giáo đã tận tụy dạy dỗ học sinh hết lớp này đến lớp khác, giống như là một người lái đò đưa khách sang sông, hết lượt khách này tới lượt khách khác. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh tri ân các thầy cô giáo của trường British Ký. Rất tiếc là vì trong buổi họp này không có sự hiện diện đông đủ của các thầy cô để chúng tôi là những học sinh tri ân các thầy cô. Chúng tôi xin hẹn năm sau chúng tôi sẽ cố gắng. Người thứ ba đó là cô Hồ Thị Hiệp. Mời cô Hồ Thị Hiệp lên đây. Cô Hồ Thị Hiệp rất xa lạ đối với tôi. Cô Hồ Thị Hiệp là học trò trường Gia Long, về làm dâu trường British Ký và sau này trở thành thầy của trường British Ký. Rất là dâu mà là thầy. Đó là cô Hồ Thị Hiệp, xin giới thiệu với các bạn. Người thứ tư thầy giáo hiện diện hôm nay là tôi, tức là Dương Ngọc Sâm. Tôi đã từng học British Ký từ năm 1948 đến 55 thì tôi sang sư phạm. Đến năm 58 tôi trở về dạy British Ký cho tới năm 75. Vừa là học trò British Ký, vừa là thầy về trường British Ký và vừa là rể của trường Gia Long. Tôi là
Võ Đình Toán ngày xưa là một cao sĩ miền Nam, ăn mừng lạc đạo chỉ vui vào cái việc dạy dỗ học trò, là một hội họa. Và chúng tôi được kế tiếp giới thiệu giáo sư Phạm Thế Hồng Liên, là một giáo sư Việt Nam của chúng tôi ngày xưa. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi chỉ có hai giáo sư hôm nay hiện diện hôm nay để chúng tôi chỉ mời ngoài những cái gì chụp hình thì Hòa nó chịu lắm. Ngoài là đi chơi. Đúng rồi. Bên quá trường đoàn họ muốn mẽ tới đá, có hai thằng mẽ to con tới đá. Hai thằng mẽ đó nè, to con nó bụng luôn. Mà đi làm bản đây. Để giới thiệu quý thầy, quý cô của chúng tôi lên trước quý bạn ngày hôm nay. Trước hết, chúng con xin chân thành giới thiệu thầy Lý Hóa Vũ Xuân Tiên. Xin kính mời thầy Vũ Xuân Tiên lên trước khán đài ngày hôm nay. Xin các bạn chú Vân An cho một tràng pháo tay để kính mừng thầy Vũ Xuân Tiên. Thầy Vũ Xuân Tiên đang từ sau hậu trường đang tiến về khán đài. Người thầy khả kính của chúng tôi, của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời thầy ạ. Người kế tiếp mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu ngày hôm nay là thầy Đoàn Khi Vinh. Xin mời thầy huấn luyện viên thể thao thầy Đoàn Khi Vinh. Thầy mới từ Việt Nam qua mới được 1-2 tuần nay. Xin mời thầy Đoàn Khi Vinh. Và người kế tiếp là chúng tôi xin giới thiệu thầy Hà Tường Cát. Thầy Hà Tường Cát đâu? Nghĩ rằng sự hiện diện ngoài trời ngày hôm nay với cái nắng của Cali, các thầy đến hiện diện với chúng tôi ngày hôm nay như thế này, đông đủ như thế này, cũng đã nói lên cái sự ưu ái của các thầy đã dành cho các học trò của các thầy Chu Văn An nói riêng và thế hệ trẻ tương lai, các con các cháu của Chu Văn An ngày mai nói riêng. Cuối cùng xin một lần nữa xin các bạn Chu Văn An cho các thầy một tràng pháo tay để cảm ơn sự hiện diện của các thầy, cũng như là những cái lời vàng ngọc, những cái điều giáo huấn của các thầy đã truyền lại cho các bạn trong những năm còn tại Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các thầy. Xin tất cả các cựu học sinh của tất cả các trường một tràng pháo tay nữa để ủng hộ quý thầy, quý cô, bởi vì cái vinh dự của cái nghề đi dạy là cái lúc mà được các học trò, các cựu học trò vinh danh mình. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để mừng quý thầy, quý cô. Đây là một điều thiếu sót của ban tổ chức của Chu Văn An. Chúng tôi mới được biết là có thầy Nguyễn Thư. Thầy Nguyễn Thư có hiện diện ngày hôm nay tại đây. Xin mời thầy Nguyễn Thư lên trước mặt các trò của các thầy ở tại đây để các học sinh của thầy được nhìn thấy thầy một lần ở tại Cali. Xin mời thầy Nguyễn Thư. Thầy Quảng lên trên mái hiên với người đến và xin tình nguyện với tất cả các anh em. Thầy Quảng không lên thì xin quý vị tất cả ở đây cho tràng pháo tay. Dạ, cảm ơn, chúng tôi tri ân thầy Quảng. Thực ngày buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt. Sau đó chúng tôi xin mời chị Ngọc của Gia Long lên để cho chúng tôi biết cái cách để mà ăn uống ngày hôm nay ra làm sao. Xin mời chị Ngọc. Chị Tâm. Hello, pháo tay cho ban hợp ca của chúng tôi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cuốn lá đơn sợ. Em đi chơi đi chứ. À, em đi chung đi chứ. Chưa. Quá. Việt Nam ta cùng chiến đấu lâu đời. Việt Nam kêu gọi để nhau, Việt Nam ta cùng chiến đấu. Việt Nam muốn
hay bị bệnh sài đó là chắc chắn họ phải mua. Quý vị mở cái đó ra là con nít nó hết cái bệnh sài mòn luôn. Ông xin lỗi quý vị và các bạn, là ban học ca vô đoàn toán chúng tôi, ông bầu là ông lúc trước ông đi đoàn cải lương. Thật ra ông hát ông nhận lớp hát mấy khúc của bài Việt Nam của ta thì có lỗi. Chúng tôi xin quý vị và quý bạn một tràng pháo tay cho anh Phượng Vũ, người đã đệm đàn cho tất cả các ban đồng ca. Anh Phượng Vũ là một nhạc sĩ cũng như là một ca sĩ. Một tràng pháo tay nữa cho anh Phượng Vũ.
quên nhé.